chiều dày lớp bạc thủ phủ trên bề mặt tấm kính quy ra tổng lượng bạc trên một đơn vị là mét vuông trên kính. Đây. Lượng bạc trên một đơn vị là phải 0,7 gram trên một mét vuông. Một công ty cần sản xuất 10 mét vuông gương đó. Đấy. Độ dày ở mức 0,72 gram trên mét vuông mũ trừ 2. Biết rằng lớp bạc được tạo thành qua phản ứng giữa silver nitrate và glucose được tích hợp trên hiệu suất phản ứng. Tính lượng silver nitrate và lượng glucose cần sử dụng để sản xuất 10.000 mét vuông. Được chưa? Vậy đây mình có này. À, đây nhá, chiều dày lớp bạc phủ trên bề mặt tấm kính phải đạt tối thiểu 0,7 gram trên mét vuông. Được chưa? Theo độ dày là 0,72 gram cũng trên mét vuông luôn. Khó nhỉ. Đấy nhá, độ dày là ở mức 0,72 gram trên mét vuông mũ trừ 2. Thế mà lại ta lại có là chiều dày lớp bạc phủ trên bề mặt. Thế thì ở đây có nghĩa là gì? Tối thiểu là 0,7 gram trên mét vuông, nhưng mà thực tế là cần là 0,72 gram trên mét vuông, cái số này số ảo thôi. Được chưa? Vậy này 10.000 mét vuông là cần bao nhiêu gram? Đúng chưa? Đây thì bài hỏi là lượng silver nitrate và lượng glucose, thì bạn lưu ý này, 1 glu ăn 2 Ag NO3. Đúng chưa? Để tạo thành 2 Ag. Thế bây giờ mình cần tìm số mol Ag thôi. Đầu tiên là mình cứ tính là tính trên một tấm kính nhá. Đấy, tính một tấm kính trước xong chấp bình nhân sau. Xét về một tấm kính trước. Được chưa? Thì đây là 0,72 gram này. Gram trên mét vuông. Đúng chưa? Đây là trên 1 mét vuông, trên 1 mét vuông thì chuẩn hơn. Trên 1 mét vuông thì 0,72 gram này. Chia cho nguyên tử khối của Ag là 108 này. Vậy suy ra này, hiệu suất phản ứng là 90% nên là 0,9. Đúng không? Vậy ta sẽ có là 0,72 trên 108 chia 0,9. 0,72 chia 108 bằng chia 0,9 bằng. Đấy, chu kỳ rồi. 1/135. Tương tự anh này nó sẽ là 1 x 1 chia 2 là bằng 1/135 x 2. Chia 2. 1/270. Được chưa? Vậy giờ hỏi là lượng silver nitrate để sản xuất 10.000 mét vuông gương thì cần này. Khối lượng của AgNO3 1/135 nhân với phân tử khối Ag108 cộng 62 bằng 170. Đấy, nhân 10.000 bằng 170 này nhân 10.000 này chia 135 này bằng này 12592,59 gam. Và lượng glucose khối lượng của glu 1 chia 270 nhân 180 nhân 10.000 bằng 1 chia 270 nhân 180 nhân 10.000 bằng 6666,6 gam. Phải chu kỳ 6,67 chuẩn hơn. Được chưa? Rất là dễ. Đúng không? Các em thấy dễ không? Quá dễ.